đâu, đi đâu? Đi bò cát cho banh không? Đi bò cát cho banh không Long, Khang? Biết nhiều hơn chứ đi ra biển ngoài. Kệ nó thích gì thì anh đi đấy. Đi đi bể. Ơi. Rồi đi đi con đi đi. Ừ. Tức cái gì mà tức không biết nữa, lãng không? Thì con đi bên đó, đi qua đi bên này. Sao vậy? Đó ta đang hốt đó, con thấy không? Ta đang hốt, ta đang gom lại đó. Người ta xả đó hả? À, ta xả vừa bãi hả? Đâu? Gọi cá đi con. Cởi đồ để đây nè.
con hãy nhớ vị trí của mình đi. Con dòm lên thấy mẹ chỗ nào là vị trí chỗ đó.